Wow, đại gia đình ơi, cả nhà mình xem nè. Wow, đây cây thông người ta làm đẹp chưa? Người ta giăng dây đó, giống như một cây thông luôn. Người ta giăng dây thành một cây thông rồi người ta giăng đèn lên. Tuyệt vời luôn hả cả nhà? Quá đẹp luôn. Chói lọi hào quang sắc màu đèn ha cả nhà. Đây đại gia đình thân thương của mình ơi, cả nhà xem nè, người ta trang trí rất là đẹp luôn đó, màu đèn nhấp nháy, chuẩn bị cho mùa Giáng sinh vui vẻ cả nhà ơi. Đây là sắc màu đèn, màu đèn cây thông cả nhà, màu đỏ, bên kia màu xanh nè. Đó, cả nhà mình thấy đẹp không? Cây thông người ta làm đèn đó, đèn cây thông rất là đẹp luôn cả nhà. Đó, bên kia đó kìa, chói lọi luôn. Đó, màu đèn ở nhà nhấp nháy nhấp nháy. Đại gia đình mình xem, khu nhà mới người ta cũng trang trí màu đèn rất là đẹp luôn đại gia đình. Đây, đón mừng mùa Giáng sinh tới rồi cả nhà ơi. Đây ở ban công của người ta, người ta cũng giăng màu đèn nè đại gia đình. Đó, một dây màu đèn các loại màu luôn, xanh đỏ tím vàng, rất là đẹp luôn cả nhà. Đại gia đình thân yêu ơi, bây giờ mình đi tới đây rồi, mình đi tới đây rồi cả nhà. Bây giờ mình tiến vào cái khu nhà này nha đại gia đình. Mình tiến vào cái khu nhà này nè, khu nhà này để quảng cáo xe nè. Rồi mình tiến vô đây coi người ta có trang trí đèn đẹp không nha cả nhà. Đây, ở trong nè, bây giờ mình vô trong đây nè. Đại gia đình đi cùng mình nha các bạn ơi, các bạn đi cùng mình nha. Tiến vào và có xe chạy qua, mình tiến vào trong này thôi cả nhà. Các bạn ơi đi cùng mình nha, vô coi có cái gì đẹp ha, coi người ta có trang trí cây thông đẹp như thế nào để mình xem nha cả nhà. Các bạn ơi đi thôi. Đây mình tiến vô rồi cả nhà, mình tiến vô đây rồi, tiếp tục nha, mình tiến bước thẳng lên coi người ta có trang trí gì đẹp không đại gia đình. Hiện tại thì mình chưa thấy cây thông đâu hết mà thấy xe đẹp thôi. Wow, toàn xe đẹp, xe mới mới về thôi cả nhà. Wow, xe đẹp, xe đẹp. Wow, toàn xe đẹp mới về thôi cả nhà ơi, chưa thấy cây thông đâu hết. Ở đây sao người ta không trang trí cây thông nha. À, ở trên kìa, ở trên kìa, ở phía trên người ta trang trí đèn cả nhà. Đó, nhấp nháy đó ha. Ơi, chứng tỏ là cũng trang trí. Mình tưởng không có trang trí chứ, toàn là xe đẹp thôi. Xe màu trắng này cũng đẹp quá cả nhà. Bự ơi là bự nè. Wow, hoành tráng chưa. Xe này cả gia đình đi là tuyệt vời luôn. Cái này mà đi gọi là đi ở đây gọi ula của nhà mình gọi là cái gì ta? Gì tự nhiên mình quên tên mất tiêu.
du lịch à, đúng rồi, du lịch, chạy xe du lịch thôi, đi giải trí picnic thôi. Wow, nhìn thấy đẹp không? Đây còn cái em đỏ này nữa nè, em đỏ này cho nhỏ nó ham. Wow, các em nhỏ thích màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu đỏ, có ngôi sao nữa chứ, tuyệt vời, đẹp luôn. Ôi, cả nhà mình thích xe này không nè, nhìn ngầu ha. Wow, xe này chỉ hai chỗ ngồi thôi cả nhà, tuyệt vời, đẹp luôn. Wow, đẹp quá. Giờ mình lên trên lầu này nha đại gia đình, mình lên trên lầu này mình xem, mình quay xuống cho đại gia đình mình xem ha. Ừ, để coi người ta có trang trí cái gì đẹp không ha, coi màu đèn có đẹp không. Ôi, cả nhà đi cùng mình nha các bạn ơi, tiến lên, lên lầu. Lên lầu thôi cả nhà. Đây mình đi cầu thang lên nè, từng bước nè cả nhà. Đấy, cầu thang lên nè nha. Coi có cái gì đẹp không. Rồi mình quay xuống nha. Mình quay xuống, có đẹp. Wow, toàn ô tô đẹp thôi. Wow, các màu sắc luôn. Đẹp quá là đẹp. Wow, màu đèn ở trên người ta dăng thôi. Ở phía trên cũng có màu, cũng có đủ kìa. Wow, có một xe luôn, quà luôn. Đẹp quá cả nhà. Một xe quà Noel. Đây các bạn ơi, đại gia đình thân cưng ơi, coi nè, xem nè. Wow, một xe luôn, gói hết trong đó rồi. Wow, nhiều quá, nhiều quà quá. Mùa Giáng sinh này lớn luôn. Đẹp quá đại gia đình ơi. Chói lọi hào quang. Đây màu đèn đây, người ta trang trí dây thôi chứ không có trang trí bằng cây cây Noel, cây cây thông. Mình quay xuống cho đại gia đình mình xem ở dưới nè. Đó, đẹp chưa, lộng lẫy hào quang luôn. Các màu xe em nào cũng đẹp hết. Có tiền rinh chiếc về chạy ha cả nhà, ước ao ao ước ha, rinh một chiếc về Việt Nam chạy thôi, tuyệt vời luôn ha. Đây bây giờ người ta đem về toàn xe mới cả nhà, mới tôn luôn á nha. Ở đây là người ta quảng cáo để đây để cho xem, rồi muốn mua đó thì vào văn phòng làm việc. Ở bên đây nó tắt đèn rồi cả nhà. Wow, thôi mình đi xuống thôi, xuống thôi cả nhà ơi. Wow, cả nhà mình xem nè, em vàng này đẹp không, giống như cánh chim, cái cửa nè giống như cánh chim quá cả nhà. Wow, đẹp chưa, hai chỗ ngồi thôi này, chở người yêu đi là không còn gì bằng nữa ha cả nhà. Đây đẹp ơi là đẹp, cánh chim, cánh chim bay. Wow, đẹp quá cả nhà. Wow, đó xe như cánh chim đó, hai cái cửa mở lên như một cánh chim luôn, ngầu quá. Cái này mấy anh chạy là tuyệt vời luôn. Đắt lắm cả nhà ơi, xe này đắt tiền lắm. Cái này mình chỉ mơ thôi, mơ ước ước mơ được chiếc xe này chạy hả cả nhà. Đẹp ơi là đẹp nè, anh chị em nào thích không vô tay nha. Wow, đại gia đình ơi, cả nhà mình xem nè. Wow, đây cây thông người ta làm đẹp chưa, người ta văng văng dây đó, giống như một cái thông luôn. Người ta văng dây thành một cái thông rồi người ta văng đèn lên, tuyệt vời luôn hả cả nhà, quá đẹp luôn. Đây các bạn ơi, các bạn xem nè, lộng lẫy chưa, hào quang chưa. Wow, chói lọi hào quang màu đèn luôn nè. Ơi đẹp ơi là đẹp,
Đây cả nhà, đây mùa Giáng sinh lộng lẫy chưa, rất là đẹp luôn nè. Đen có mấy quả cầu ở trong nữa kìa. Wow, lộng lẫy quá cả nhà ơi. Wow, tuyệt vời đẹp luôn. Đây đại gia đình mình xem. Người ta giăng đèn quá đẹp luôn hả cả nhà, rực rỡ luôn, chói lọi hào quang. Đẹp quá, xa đẹp luôn cả nhà ơi, không thể tả luôn đó. Rồi người ta giăng ở đây không biết bao nhiêu là đèn luôn cả nhà, chói lọi luôn, hào quang luôn. Đây mình quay lại cho đại gia đình mình xem nè. Wow, quá chừng đèn li ti nha, rất là nhiều luôn. Ở bên đó người ta đang mua đấy, mua xe đó cả nhà, người ta đang làm giấy tờ để mua xe. Còn mình ở đây thì mình quay cho đại gia đình mình xem, cho các bạn mình cũng xem nè. Wow, sắc thấm màu chưa, lộng lẫy quay nát tên, lộng lẫy mùa Giáng sinh nè, mùa Noel nè, tuyệt vời đẹp luôn cả nhà, không sao tả nổi luôn đó. Wow, vô đây mình thấy chói lọi luôn, màu đèn. Các bạn thấy đẹp không nè, chuẩn bị cho mùa Noel, mùa Giáng sinh tới rồi, rất là hoành tráng, rất là lộng lẫy, rất là đẹp luôn nè. Ôi đại gia đình thương thương ơi, quá đẹp, quá đẹp. Đây có những quả cầu nữa, dễ thương quá. Ở dưới này người ta cũng giăng mấy cái trái cầu nè. Có mấy trái cầu các màu luôn, xanh đỏ tím vàng. Lộng lẫy hào quang luôn, chói lọi từ trong tới ngoài luôn cả nhà. Phía dưới thì xe đẹp ơi là đẹp luôn. Ở trên thì đèn cũng đẹp ơi là đẹp luôn. Quá chừng đẹp luôn cả nhà ơi. Mình cảm ơn đại gia đình thân thương nè, cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành với kênh Blue M cuộc sống ở Đức của mình. Cả nhà yêu ơi, nếu cả nhà thích kênh Blue M, cả nhà nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mình với nha. Đăng ký cho mình và cho mình một cái chuông với cả nhà, để mình có nhiều động lực làm nhiều video hay nè cho đại gia đình mình, cho các bạn mình cùng xem nha. Có cái gì hay trên nước Đức này thì mình sẽ quay lại để chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem, để hiểu biết thêm một chút gì đó trên nước Đức. Có những điều hay, điều đẹp gì thì mình sẽ giới thiệu cho đại gia đình, cho các bạn mình cùng xem. Ở đây thì quá hoành tráng rồi cả nhà, hoành tráng xe, hoành tráng đèn. Mình cũng xin kính chúc cho ông bà, của chú bác, anh chị em và các bạn luôn luôn được dồi dào sức khỏe. Chúc cho mùa Giáng sinh này được luôn bình an, phước hạnh, yêu thương và nhiều niềm vui trong cuộc sống nha cả nhà. Cả nhà ước gì được nấy nha, mùa Giáng sinh này cả nhà ước nha. Các bạn ơi, các bạn ước đi,
ước mình đi làm nè, có nhiều tiền mua chiếc xe đẹp này về chạy nè. Đó, rất là hoành tráng, rất là đẹp luôn. Chở người yêu, cho cha mẹ chở đi chơi, rất là đẹp luôn nè. Không còn gì bằng hết. Mơ thì cứ mơ hả cả nhà, mình mơ đi rồi sẽ được. Mơ được thì ước thấy có công việc làm ổn định, cuộc sống được nhiều sức khỏe thì mình sẽ thành công trong mọi sự. Mình cảm ơn đại gia đình thân thương nha. Giờ này Blue M phải chào đại gia đình rồi. Hẹn gặp lại video lần sau nhé cả nhà. Blue M xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye. Bye bye cả nhà thân thương. Bye.